Dạ vâng, Minh Vũ Audio xin kính chào toàn thể các bác. Các bác thân mến, hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Ở trong clip ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu các bác về cái mẫu loa Bát 30 và Bát 25, Bát 40. Đây, những con này là con Audio Plan hàng xịn nhé. Em có tháo sẵn rồi, tối qua đến sóng livestream cũng tháo cho các bác xem. Nhưng hôm nay muốn dành riêng một cái clip nó chi tiết hơn. Jack Selection nhé, đây là dòng Jack xịn này. Trước khi các bác đi mua thì nên xem xét cho nó kỹ ở cái vấn đề ruột gan bên trong của nó. Tại vì loa nó có xịn hay không thì mình cần phải xem bên trong mới biết được, chứ còn nhìn bên ngoài thì nó cũng chẳng nói lên điều gì cả. Đối với dòng Jack Selection, cái đề tem của hãng nó gắn vào. Còn đối với những hàng xịn các bác nhé, các bác cứ để ý cái lớp keo này này, keo từ này. Nhìn qua có lớp tem này, keo này là nó là hàng xịn, còn nó gắn cái tem gì kệ bố nó. Còn bát đây, bát con này rất đẹp nhá. Đấy, bát nếu các bác nhìn nghĩ ngay đến cái dòng bát của B3 của Đức thì đúng là như vậy thôi. Con này hãng Đức nó có cùng nhau mà, nhưng mà nó được sản xuất tại Trung Quốc, thương hiệu Oroflan của Trung Quốc. Bát chép nhập khẩu từ 200 nhá, côn 76, bát rất là đẹp. Rất đẹp nha mọi người nhé, tất cả còn zin hết, em bán cam kết hàng zin. Đây là cái bát xịn này, qua nhìn bát xịn này, nhìn nó khôn như này. Màng là màng chống nước nhé mọi người nhé, màng chống nước. Màng con này rất là dày, chống nước. Đổ nước vào đây đánh bình thường. Còn đây là phân tần của nó. Đặc biệt với cái dòng này thì phân tần của nó đây, làm rất là chất, đẹp. Loa thùng cân nhá. Bát đây căng này, em chưa có vệ sinh. Còn đây là bát 25. Còn bát 25 này cũng kinh tởm này. Bát 25 mà từ rất là khủng khiếp luôn, từ nó khoảng 19. Côn 76 nhá. Côn to như côn bát 30. Cái bát này rất là nặng. Này rất nặng luôn. Cũng Audio Plan. Tép nó cũng tép Selection nhá. Tép Selection xịn luôn. Đấy, mọi người nhìn nhé. Tép này thì quá là hay rồi. Tép này thì miễn phải quảng cáo. Phần tần con này rất là chất, đẹp. Cặp bát 25 có giá là 6 triệu. Cặp bát 30 có giá là 9 triệu 2. Còn đây là dòng BMC của Italy, thương hiệu TD. Cái này tối qua em cũng đã lên sóng cho các bác xem rồi, rất đẹp, hàng xịn nhá. Những kiểu bát như này thì trên thị trường cũng có rất nhiều hàng nhái, anh em xem cho nó kỹ. Hàng xịn, các bác nhìn lớp keo này và nhìn cái màng của nó, màng nó màng thủy tinh, màng thủy tinh, cái nhìn vào nó có nước óng ánh. Đấy, mọi người thấy chưa, soi ánh điện mà nó óng ánh này. Nó như con ui, con bát neo của loa CAF, cái CAF Italy. Con này nó cũng thương hiệu của Italy, nó cũng như vậy luôn. Côn 76, 340 côn 76 nhá. Rất là đẹp. Tép thì rất là to, tép to khủng khiếp luôn. Xong này thùng cân to lắm, con này thùng to vật vã. Mọi người muốn hình ảnh chi tiết hơn thì có thể kết bạn Zalo với em gửi ảnh. Còn clip này thì em cũng xin quay ngắn gọn rồi thôi. Còn rất là nhiều những dòng loa ngon bổ rẻ khác. Từ từ em sẽ giới thiệu các bác nào ở gần thì qua trực tiếp, còn bác nào ở xa thì quan tâm
nhấn đăng ký kênh của em để xem những cái clip và những mẫu mặt hàng mới em sẽ review cho mọi người xem. Tép này côn 76 luôn, tép rất là to, to khủng khiếp luôn. Từ 18 hàng Italy xịn nhé các bác nhé. Đấy, bát chiếc Italy xịn, nhưng mà nó sản xuất, nó lắp ráp tại Trung Quốc nha mọi người nhé, nó lắp ráp tại Trung Quốc, toàn đồ bát chiếc phân tần xịn của Italy. Cặp này có giá là 12 triệu. Rồi, clip này thì em cũng xin ngắn gọn tại đây thôi. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Mọi thông tin chi tiết thì mọi người có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu Phố Ngái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Chính Hải Dương. Xin chào các bác và hẹn gặp lại.